thịt cua nó rất là chắc, thơm, dày thịt này. Sốt ở đây thì rất là vừa, nó không bị chua quá, không bị ngọt quá. Chấm ăn với cua ấy rất là hợp. Quan trọng là không phải ở đâu mình cũng có thể pha được nước chấm ngon, mà chấm hải sản gì cũng hợp như thế này. Cái nước chấm ở đây ấy, thì đó là một trong những cái điểm tự hào của cô suốt 20 mấy năm bán hải sản. Và bây giờ sẽ đến món hàu nướng mỡ hành. Miến giòn này, ăn thì rất là dậy mùi cua, cùng miến cua rất là chắc. Món miến cua ở đây rất là ngon. Khi mọi người